Quý khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng điểm qua các tin tức quốc tế cập nhật. Tiếp tục diễn biến chiến sự Đông Âu không còn là đồn đoán. Mới đây, Nga đã đích thân lên tiếng nói về điều đặc biệt mà họ sẽ thực hiện khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đánh dấu cho một năm. Ở phía ngược lại, Ukraine khẳng định sẽ không tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa trong bối cảnh giới chức Kiev tăng cường thúc giục phương Tây chuyển giao loại khí tài này và máy bay chiến đấu. Cùng lúc đó, quân đội Ukraine tổ chức tập trận sát biên giới Belarus đón đầu cuộc tấn công của Nga từ ba hướng. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin mượn chiến thắng Stalingrad ám chỉ kết cục dành cho Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đưa ra cảnh báo về quốc gia sẽ trở thành Ukraine tiếp theo. Đồng thời, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga còn lột trần bản chất Mỹ. Về phía Mỹ, nước này lên tiếng về thông tin gần đây cho rằng họ đề nghị giao 20% lãnh thổ Ukraine cho Nga. Các tin tức nổi bật khác trên thế giới, Trung Quốc và Nhật Bản cùng quan ngại về việc tranh chấp biển đảo ở Biển Hoa Đông. Thổ Nhĩ Kỳ chịu đại diện ngoại giao chín nước. Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Biden từ chức. Cũng ở Mỹ, cây ngã, mất điện, giao thông tê liệt khi bão băng quét qua bang Texas trung vệ Rafael Varane chia tay đội tuyển Pháp. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy đến thành phố Salvador của Brazil để hòa minh vào lễ hội tôn vinh nữ thần biển Yamanja. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 3 tháng 2 như thường lệ sẽ mở đầu với những tin tức về tình hình chiến sự Đông Âu. Thưa quý vị, mới đây theo Sky News, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã đưa ra một thông điệp được phương Tây xem là đáng ngại liên quan đến dịp một năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Lavrov cho biết Nga đang lên kế hoạch làm lưu mờ các sự kiện ủng hộ Ukraine do phương Tây và các nước đồng minh trên thế giới tổ chức vào ngày 24 tháng 2 tới đây. Ông nói thêm rằng các nhà ngoại giao Nga đang làm việc cật lực để đảm bảo rằng những sự kiện do phương Tây thực hiện ở New York và những nơi khác sẽ không chiếm trọn sự chú ý của thế giới. Ông không cung cấp thêm chi tiết về hành động sắp tới của Nga. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ông Oleksiy Trenikov đã nói rằng lực lượng Nga có thể bắt đầu một cuộc tấn công mới vào ngày qua trọng này. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga, ông Lavrov nói rằng Nga sẽ vươn lên từ tình hình hiện tại, sẽ trở nên mạnh mẽ và có khả năng tự vệ tốt hơn. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Trenikov hôm 2 tháng 2 khẳng định nước này sẽ không tấn công lãnh thổ Nga và tên lửa tầm xa, Tuy nhiên, thì tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang thúc đẩy trở lại những cuộc thảo luận liên quan đến việc chuyển giao tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Trong cuộc họp chung của chính phủ Ukraine và Ủy ban châu Âu EC hôm 2 tháng 2, Bộ trưởng Jennykov nói Ukraine sẵn sàng đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về việc vũ khí phương Tây sẽ không tham gia vào các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi có mục tiêu sử dụng chúng trên vùng lãnh thổ bị chiếm giữ của chúng tôi để buộc Nga phải thua cuộc. Vị quan chức qua đó kêu gọi các nước giúp Ukraine thiết lập năng lực phòng thủ tên lửa. Theo ông, Kiev muốn có các tổ hợp Patriot và Shem T càng sớm càng tốt, cũng như cần thêm các tổ hợp tên lửa phòng không Iris-T và Nasams. Ông Jenikov nói thêm, Ukraine cũng cần tăng cường số lượng pháo, đạn pháo và vũ khí có khả năng vượt qua, cũng như phá hủy các hệ thống phòng không, tác chiến điện tử của Nga. Hiện Moscow chưa bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Trong khi đó, khi được hỏi về khả năng Anh viện trợ máy bay chiến đấu cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Ben Wallace cho biết sẽ không có cây đũa thần nào có thể giúp Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông Wallace cho biết Anh có thể gửi máy bay cho Ukraine, nhưng cũng nói rằng máy bay chiến đấu không phải là thứ Ukraine cần ngay bây giờ, và có những vấn đề thực sự khác cần phải xem xét, chẳng hạn như thời gian huấn luyện nhiều tháng. Ông Wallace nhấn mạnh, sẽ không có cây đũa thần nào xuất hiện trong cuộc xung đột khủng khiếp này. Sau khi Ukraine giành được cam kết từ các quốc gia phương Tây trong việc viện trợ xe tăng chiến đấu chống lại Nga vào tháng trước, sự chú ý đã chuyển sang máy bay chiến đấu, rằng liệu Anh, Mỹ và các đồng minh khác có xem xét yêu cầu viện trợ này của Kiev hay không. Câu trả lời của ông Quayle không rõ ràng, nhưng ông cho biết điều Ukraine cần bây giờ là tăng cường lực lượng mặt đất, vì chiến thuật của Nga tương tự như chiến thuật tấn công bằng làn sóng người của Thế chiến thứ nhất khi lực lượng bộ binh tập trung dày đặc và áp đảo được lực lượng phòng thủ. Ông nói, những gì Ukraine cần là khả năng hình thành đội hình quân sự trên mặt đất kết hợp với việc sử dụng vũ khí để đẩy lùi lực lượng Nga. Thủ tướng Anh Rishi Sunak mới đây cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Talk TV được phát sóng vào hôm 2 tháng 2 rằng Anh luôn bàn bạc với Ukraine về sự hỗ trợ mà nước này cần. Ông Sunak nói, mong muốn và mục tiêu của chúng tôi là Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Vì vậy, không chỉ thiết bị, anh cũng sẽ hỗ trợ việc đào tạo và cùng lên kế hoạch với các đồng minh để đảm bảo rằng Ukraine có thể chiến thắng. Cũng trong cùng ngày, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tập trận quân sự tại vùng Chernobyl, cạnh biên giới với Belarus, thông tin được Reuters đăng tải. Tại cuộc tập trận, Ukraine đã sử dụng pháo tự hành thời Liên Xô 2S3 Acacia nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng của quân đội để phòng Nga thực hiện tấn công từ lãnh thổ Belarus. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov, nói với truyền thông Ukraine và quốc tế rằng ông dự đoán Nga có thể tấn công từ phía Bắc, Nam và Đông vào ngày 24 tháng 2, ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Các chuyên gia quân sự cho biết Moscow dường như đang quyết tâm đẩy mạnh lực lượng trong những tháng tới, trước khi Kiev nhận được hàng trăm xe tăng chiến đấu và xe bọc thép mới của phương Tây, hỗ trợ cho cuộc phản công tái chiếm lãnh thổ trong năm nay. Lực lượng Nga đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong những ngày đầu tiên của xung đột và họ đã rút khỏi lãnh thổ vào cuối tháng 3 năm ngoái. Ở một diễn biến khác hôm 2 tháng 2, có mặt tại Volgograd trước đây là Saligrad, nơi quân đội Liên Xô đánh bại lực lượng nước Quốc xã trong trận chiến then chốt 80 năm trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gợi lại chiến thắng nổi tiếng này trong Thế chiến thứ hai, trong bối cảnh Nga đang cuốn vào cuộc xung đột với Ukraine. Tại buổi lễ, ông Putin đã chỉ trích Đức vì giúp trang bị vũ khí cho Ukraine và khẳng định lần nữa rằng ông sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí của Nga bao gồm cả vũ khí hạt nhân để chống lại việc này. Ông Putin nói, những người đang cho rằng sẽ đánh bại được Nga trên chiến trường rõ ràng không hiểu rằng cuộc chiến hiện đại với Nga sẽ khác biệt như thế nào. Chúng tôi sẽ không gửi xe tăng của mình tới biên giới của họ, nhưng chúng tôi có phương tiện để đáp trả và sử dụng xe bọc thép cũng sẽ không khiến cuộc chiến này kết thúc. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cùng lúc đó đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường trừng phạt Nga, cảnh báo rằng ông Putin đang tập hợp lực lượng và lên kế hoạch phát động một cuộc tấn công lớn. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi đều biết rằng Nga đang tập trung lực lượng để thực hiện việc trả thù không chỉ Ukraine mà còn cả châu Âu và thế giới tự do. Để đánh bại Nga, chỉ thành công trên chiến trường là không đủ." Cũng trong ngày 2 tháng 2, các hãng truyền thông của Nga là Ria Novosti và Rossiya 24 đã đăng tải cuộc phỏng vấn với ngoại trưởng Sergei Lavrov. Trong đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã lên tiếng cảnh báo về đất nước tiếp theo sẽ nối gót Ukraine trở thành quốc gia mới đối địch với Moscow. Khi được hỏi về nước nào sẽ đi theo con đường của Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov trả lời phương Tây hiện đang cân nhắc Moldova cho vai trò này. Ông cho rằng Moldova được chọn chủ yếu vì phương Tây đã thành công lập ra một tổng thống dễ bị tác động tại đất nước này. Ngoại trưởng Nga nhắc đến việc tổng thống Moldova Maya Sandu đang vội vã gia nhập NATO và vị này có quốc tịch Romania. Theo ông, nhà lãnh đạo Moldova sẽ sẵn sàng sắp nhập đất nước của mình với láng giềng Romania. Ngoài ra, ông Lavrov chỉ ra rằng phương Tây và giới lãnh đạo Moldova đã chỉ hoãn quá trình bình thường hóa với khu vực ly khai Transnistria theo hình thức 5 cộng 2. Ngoại trưởng Nga nhận định, chính phủ mới của Moldova không quan tâm đến tiến trình hòa bình, mà có ý định giành lại Transnistria bằng vũ lực, đồng thời đẩy các lực lượng giữ hòa bình của Nga khỏi vùng lãnh thổ này. Cuối tháng trước, Tổng thống Sandu nói với Politico rằng đang có một cuộc thảo luận nghiêm túc tại thủ đô Chisinau về khả năng nước này có nên tham gia vào một liên minh lớn hay không. Tuy nữ lãnh đạo không trực tiếp nhắc đến NATO, nhưng bà được biết đến là người liên tục theo đuổi chính sách thân phương Tây kể từ khi lên nắm quyền Moldova vào năm 2020. Hồi năm ngoái, Moldova đã được trao tư cách ứng viên EU cùng với Ukraine. Nước này trong những năm gần đây cũng tích cực hợp tác với NATO, nổi bật là việc cử lực lượng tham gia đơn vị giữ gìn hòa bình của khối này tại Kosovo. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc phỏng vấn với hãng Ria Novosti và Rossiya 24 cũng nêu ra nguyên nhân gốc rễ khiến nước này và Mỹ luôn trong mối quan hệ căng thẳng. Theo nhà ngoại giao, nó liên quan đến niềm tin của Mỹ về vai trò thống trị của họ. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng khái niệm về chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ đã thúc đẩy chính sách đối đầu của nước này với Nga. Theo ông, các quan chức Mỹ luôn tin họ là một quốc gia đặc biệt, không giống bất kỳ nước nào trên thế giới, và nếu Mỹ không nắm vai trò lãnh đạo, Hỗn loạn sẽ xảy ra. Chủ nghĩa ngoại lệ, niềm tin tuyệt đối vào việc không thể mắc sai lầm cũng là lý do dẫn đến cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga của Mỹ và các đồng minh Ukraine, ông Lavrov bổ sung. Nga đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2. moscow cho rằng họ đang bị đe dọa khi NATO ngày càng banh chướng về phía Đông và kiev không thực hiện thỏa thuận hòa bình do EU làm trung gian. Tuy nhiên, Mỹ lại cho rằng Nga đã triển khai các hành động quân sự vô cớ trên lãnh thổ của quốc gia khác. Washington cam kết hỗ trợ Kiev bằng mọi nguồn lực để đánh bại Nga. Hiện Mỹ chưa phản hồi về bình luận trên của Ngoại trưởng Nga. Tờ New York Jitung, NZZ của Thụy Sĩ, gần đây đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị cáo buộc cử Giám đốc Cục Tình báo Mỹ CIA, ông William Byrne, thực hiện một nhiệm vụ bí mật ở Moscow và Kiev vào giữa tháng 1. Hôm 2 tháng 2, Nhà Trắng và CIA đều đã ra phản hồi trước các cáo buộc này nói rằng việc Mỹ đề nghị giao cho Nga 20% lãnh thổ Ukraine nhằm mục đích đàm phán hòa bình là không đúng sự thật. NGZ dẫn lời hai chính trị gia giấu tên người Đức cho biết, ông Bern đã đưa ra một thỏa thuận nhượng đất vì hòa bình, cụ thể là Nga sẽ được kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông Sins sau đó đã phản công rằng thông tin của NGZ là không chính xác. Một quan chức CIA sau đó cũng đã nói với một hãng tin Mỹ rằng các thông tin về chuyến đi bí mật đến Moscow của ông Burns đã đưa ra đề xuất hòa bình thay bản Nhà Trắng là hoàn toàn sai sự thật. Washington Post cũng đưa tin trước đó rằng ông Burns đã thực hiện một chuyến đi bí mật tới Kiev trước khi Mỹ thông báo việc viện trợ xe tăng để gặp và thông báo sơ lược với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky từ những gì hai chính trị gia Đức nói với NGG, lời đề xuất hòa bình ám chỉ sự chia rẽ ở Washington liên quan đến cuộc xung đột. Trong khi ông Burn và Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến Ukraine để tập trung vào Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thì tiếp tục cam kết ủng hộ Kiev. Tờ NGG cũng chỉ ra phát ngôn gần đây của tập đoàn Rand Corporation kêu gọi Washington tránh một chiến tranh lâu dài ở Ukraine để Mỹ có thể tập trung vào Trung Quốc. Theo NGG, cạo Ukraine và Nga đều từ chối đề xuất của Mỹ. Kiev cho biết họ không sẵn sàng từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào, trong khi Moscow thì tự tin chiến thắng. Khi được hỏi về báo cáo của NGG, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky nói với Newsweek rằng ông thấy thú vị nhưng từ chối đưa ra bình luận. Liên quan đến ý định của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC về việc cho phép vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội 2024 với tư cách là trung lập. Khác với Ukraine hay một số quốc gia khác, Mỹ lại ủng hộ điều này. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 2, thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karen jean nói, chúng tôi đồng ý việc đình chỉ các cơ quan quản lý thể thao quốc gia của Nga và Belarus khỏi các liên đoàn thể thao quốc tế. Thế nhưng, nếu các vận động viên của những nước này được mời tham dự các sự kiện quốc tế như Thế vận hội, thì cần rõ ràng việc họ không được đại diện cho các quốc gia này việc sử dụng cờ biểu tượng và quốc ca chính thức của nga và belarus cần bị cấm mỹ đưa ra bình luận trong bối cảnh cuộc tranh luận về việc cho phép vận động viên nga và belarus tham dự olympic paris 2024 đang ngày càng gay gắt ukraine anh và một số nước thành viên liên minh châu âu lên tiếng phản đối mạnh mẽ một kỳ olympic có các vận động viên nga và belarus tham gia giới chức Áo và cùng ngày thông báo trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga vì có hành vi không phù hợp với các thỏa thuận quốc tế. Theo Reuters, đây là lý do thường được viện dẫn chỉ các đối tượng có hành vi gián điệp. Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Áo mô tả những người này là nhân vật không được hoan nghênh và phải trở về nước trước ngày 8 tháng 2. Hai trong số đó là nhân viên đại sứ quán Anh ở Áo, trong khi các cá nhân còn lại làm việc tại phái bộ thường trực của Nga tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Viên. Bộ không nêu cụ thể các hành vi vi phạm của những trường hợp trên. Người phát ngôn Bộ cũng từ chối trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này. Hiện đại sứ quán, chính phủ Nga chưa bình luận về động thái của Áo. Áo là một thành viên liên minh châu Âu nhưng theo đuổi chính sách trung lập về quân sự. Nước này có viện trợ cho Ukraine nhưng không cung cấp vũ khí. Tháng 4 năm ngoái, Áo từng trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga. Ngay lập tức, Nga cũng có động thái tương tự với bốn nhà ngoại giao Áo để đáp trả. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, hôm 2 tháng 2, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Tần Cương và người đồng cấp Nhật Bản ông Yoshimasa Hayashi đã thảo luận về vấn đề tranh chấp biển đảo ở vùng biển Hoa Đông. Cả hai đều bày tỏ mối quan ngại trước tình hình này. Cùng lúc đó, ông Tần Cương hy vọng Nhật Bản có thể ngừng các hành động khiêu khích. Các hòn đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông mà cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền từ lâu đã trở thành điểm bất đồng của cả hai trong quan hệ song phương. Trung Quốc gọi quần đảo này là Điếu Ngư, trong khi Nhật Bản gọi là Senkaku. Trong một cuộc trò chuyện đầu tiên kể từ khi ông Tần lên nhậm chức, ông nói với ông Hayashi rằng Bắc Kinh hy vọng Nhật Bản có thể ngăn chặn lực lượng canh hữu, kích động việc tranh chấp đối với các hòn đảo. Ông Hayashi cho biết mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều thách thức và nhiều sự quan ngại. Ông Hayashi cũng bày tỏ mối quan ngại về Biển Hoa Đông. Cụ thể là các hoạt động của Trung Quốc xung quanh các hòn đảo cũng như các hoạt động quân sự gần Nhật Bản đang ngày càng nhiều hơn. Nhưng phía Nhật Bản cho biết cả hai đều nhất trí hợp tác để xây dựng một mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định, đồng thời cho biết hai bên sẽ tiếp tục liên lạc chặt chẽ ở tất cả các cấp, kể cả ở cấp thượng đỉnh. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno cũng xác nhận hôm 3 tháng 2 rằng hai bộ trưởng đã nói chuyện và nhất trí hướng tới quan hệ hợp tác tích cực ông Masuno nói trong một cuộc họp báo rằng tôi nghĩ cuộc trò chuyện giữa hai ngoại trưởng là một khởi đầu tốt. Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày đã triệu tập đại diện ngoại giao của chín nước để lên án việc những quốc gia này tạm thời đóng cửa lãnh sự quán tại Istanbul với lý do là lo ngại an ninh. Thông tin được Reuters đăng tải. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các đặc phái viên của các quốc gia như Bỉ, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Thụy Sĩ và Anh đã bị triệu tập trong một bài phát biểu trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Suleyman Soylu, cho rằng phương Tây đang thực hiện cuộc chiến tâm lý chống Ankara bằng cách đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao, mục đích là nhằm can thiệp vào chiến dịch bầu cử tổng thống và quốc hội ở nước này vào tháng năm tới. Họ đang gây bất ổn cho đất nước của chúng tôi, ông Soylu nhấn mạnh. Tuần trước, Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã khuyến cáo công dân tránh tham gia các sự kiện đông người hoặc đến các điểm nóng du lịch ở trung tâm Istanbul vì mối đe dọa khủng bố ngày càng cao. Mỹ không đóng cửa lãnh sự quán vì cơ sở này không nằm trong trung tâm Istanbul và có khả năng đối phó trước một cuộc tấn công. Cảnh báo an ninh được Mỹ và các nước châu Âu đưa ra trong một cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ từ chối chấp nhận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Một số cuộc biểu tình phản đối Ankara đã diễn ra tại thủ đô hai nước đáng chú ý trong đó một chính trị gia cử hữu đã đốt các bản sao kinh Koran. Cũng trong tuần trước, thổ nhĩ kỳ đã phát cảnh báo đi lại đối với mỹ và châu âu, đây được đánh giá là một động thái đáp trả. Trong khi đó, bộ trưởng quốc phòng ba lan ông Mario Blaszczak hôm 2 tháng 2 cho biết tại cuộc họp báo với người đồng cấp Croatia ông Mariano Banusic ở Zagreb rằng sự đoàn kết giữa các nước NATO và EU là chìa khóa để xây dựng sự bền bỉ và gắn kết trong khu vực. Phát biểu trước các phóng viên, ông Blasjak nói, chúng ta đang trong tình thế đối mặt với các mối đe dọa từ nỗ lực tái thiết đế quốc Nga của Moscow. Sự đoàn kết của các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Liên minh châu Âu là nền tảng rất quan trọng trong việc xây dựng sự bền bỉ và gắn kết. Trước đó hôm 2 tháng 2, ông Blasjak đã cùng với ông Banozic để thảo luận về các vấn đề an ninh, bao gồm mối đe dọa từ cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay và tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa các thành viên NATO và EU. Trong cuộc họp báo, ông Blasek nhấn mạnh vai trò của Ba Lan ở Ban Căng, cũng như sự tham gia của nước này vào sứ mệnh của Liên Hợp Quốc ở Bosnia và Herzegovina, đồng thời bày tỏ nhận thức về các mối đe dọa đến từ cả phía Đông và phía Nam. Ông cũng nói về quá trình hiện đại hóa đang diễn ra của cả lực lượng vũ trang Ba Lan và Croatia chỉ ra rằng sự hợp tác trong lĩnh vực này là vô cùng quan trọng đối với an ninh và phát triển của cả hai nước cũng như toàn bộ cộng đồng châu Âu. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Israel cho biết nước này và Sudan đã hoàn tất những bước đàm phán cuối cùng về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ hai nước. Theo bộ này, lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ diễn ra sau khi quân đội Sudan chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự trong những tháng tới. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã có chuyến thăm lịch sử tới thủ đô Khartoum của Sudan. Phát biểu tại sân bay Tel Aviv khi trở về nước vào cuối ngày mùng 2 tháng 2, ông Cohen nói, tôi vui mừng thông báo kết thúc chuyến thăm, chúng tôi đã nhất trí về một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Sudan là một quốc gia Hồi giáo Ả Rập có vai trò chiến lược đối với nhà nước Israel. Nhà ngoại giao đồng thời khẳng định thỏa thuận được đề xuất này sẽ giúp tăng cường sự ổn định khu vực và góp phần đảm bảo an ninh quốc gia cho Israel. Bộ Ngoại giao Sudan xác nhận thông tin trong một tuyên bố cùng ngày. Theo Reuters, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Cohen đã gặp người đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp tướng Abdel Fattah al burhan Hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong các vấn đề an ninh, quân sự, cũng như nông nghiệp, năng lượng, y tế và giáo dục. Năm 2020, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Bahrain và Maroc đã bình thường hóa quan hệ với Israel như một phần của các hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian năm 2021, Sudan đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel. Đổi lại, Mỹ sẽ đưa quốc gia Bắc Phi này ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Ông Cohen, khi đó là Bộ trưởng Tình báo, đã dẫn đầu phái đoàn Israel đến Sudan để thảo luận về tiến trình thực hiện. Một tin tức đáng chú ý về chính trưởng Mỹ, hôm 2 tháng 2, Nhà Trắng xác nhận ông Brian Rees, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, NEC, kiêm Cố vấn Kinh tế hàng đầu của Tổng thống Joe Biden sẽ từ chức. Vị này được truyền thông bí mô tả là cánh tay đắc lực giúp thực hiện các chính sách kinh tế của ông Biden trong hai năm đầu nhà lãnh đạo tại vị. Trong thông báo về việc ông Dees từ chức, Tổng thống Biden ca ngợi vai trò của vị cố vấn này trong việc tái thiết nền kinh tế trong một cảnh đại dịch COVID-19. Ông Dees đã góp công lớn vào việc thông qua các thành tựu lập pháp của ông Biden như kế hoạch giải cứu Mỹ giúp duy trì nền kinh tế trong đại dịch COVID-19, luật cơ sở hạ tầng, đạo luật khoa học và chip cũng như đạo luật giảm lạm phát nhằm kích thích sản xuất xe điện và các lĩnh vực kinh tế xanh khác. Hiện người thay thế ông Des chưa được công bố, một số ứng viên cho vị trí giám đốc NEC đang được nhắm đến là phó chủ tịch cục dự trữ liên bang là Anne hay ông Jared Bernstein, cố vấn kinh tế của Phó tổng thống. Trong khi đó, bang Texas và nhiều khu vực miền Nam nước Mỹ đang phải đối phó với hậu quả từ cơn bão mùa đông kéo dài nhiều ngày, mang theo gió rét, mưa lạnh và tình trạng đóng băng diện rộng. Nhiều khu vực bị mất điện, giao thông tắc nghẽn và nhiều nguy hiểm tiềm ẩn bên ngoài đường phố. Cảnh quay từ trên cao ở thành phố Joshua, bang Texas cho thấy các khu dân cư bị phủ kín bởi lớp băng dày. Những cành cây đóng băng lần lượt gãy và rơi xuống gây nguy hiểm cho người đi đường và ảnh hưởng đến mạng lưới điện khu vực. Theo báo cáo, hơn 450.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở Texas, Arkansas, Mississippi và Tennessee đã bị mất điện hôm thứ năm khi lớp băng dày 1,3 cm làm sập đường dây điện và đổ ngã cây cối. Các cơ quan cảnh báo người tham gia giao thông tránh đi vào những tuyến đường nguy hiểm, mặt đường bị băng tuyết bao phủ và có nguy cơ ngã cây. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 8 người trong vài ngày qua, theo dự báo của cơ quan khí tượng khu vực Bắc Mỹ sẽ trải qua 6 tuần cao điểm thời tiết mùa đông diễn biến cực đoan. Liên quan đến chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 2 tháng 2, Đức Giáo hoàng Francis đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Kinshasa cùng các linh mục, phó tế, nữ tu, chủng sinh và giáo dân. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng truyền đi thông điệp kêu gọi xóa bỏ nạn bạo lực và bất công. Vì lý do sức khỏe, Đức Giáo hoàng Francis được đưa vào nhà thờ chính tòa bằng xe lăn trong bài phát biểu ở chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng La Mã đến Congo sau 37 năm. Đức Thánh Cha kêu gọi tinh thần đoàn kết, xóa bỏ thù hằn, bạo lực đang đe dọa cuộc sống của người dân vô tội. Lịch sử của lục địa này không ai bị tàn phá bởi thù hằn và bạo lực. Nếu có một điều ước tự tận trái tim tôi, thì đó là việc chấm dứt mãi mãi những mối đe dọa, sự bất công nơi đây. Các bạn sẽ không phải cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng vững tin và phó thác nơi Thiên Chúa. Cũng trong ngày thứ năm, Đức Thánh Cha kêu gọi những người trẻ ở quốc gia Trung Phi đoàn kết xây dựng một tương lai không có sự thù hằn, chia rẽ và phân biệt nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo và khiến hàng chục triệu, triệu người di tản trong suốt nhiều thập kỷ qua. Trong bài phát biểu trước 65.000 người dân tại sân vận động Marty, Đức Giáo hoàng Francis 86 tuổi đã đến Cộng hòa dân chủ Congo hôm thứ ba và sẽ sang nước láng giềng Nam Sudan hôm nay. Chuyến đi của ngài được tháp tùng bởi Đức Tổng giám mục Canterbury và linh mục tránh xứ nhà thờ Scotland. Chuyến đi được mô tả là cuộc hành hương vì hòa bình của người đứng đầu tòa thánh Vatican. Đến với những chuyển động thể thao văn hóa quốc tế nổi bật, mới đây trung vệ ngôi sao của Manchester United Rafael Varane đã thông báo quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế kết thúc khoảng thời gian 10 năm thi đấu cho đội tuyển Pháp, nơi anh từng cùng Les Bleus vô địch World Cup 2018. Rafael Varane, 29 tuổi, đã có 93 trận khoác áo đội tuyển Pháp kể từ lần đầu tiên năm 2013. Suốt thời gian đó, Les đã dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps đã giành ngôi áo quân Euro 2016, vô địch World Cup 2018, danh hiệu UEFA Nations League mùa 2020-2021 trước khi vào trận tranh danh hiệu World Cup 2022 và để thua Argentina, đại diện cho màu áo đội tuyển Pháp trong suốt một thập kỷ là vinh dự lớn nhất đời cầu thủ của tôi. Varane viết trong tuyên bố, mỗi lần khoác lên mình màu áo xanh Tôi luôn thấy tự hào, công hiến hết mình và chơi bằng cả trái tim. Tôi đã suy nghĩ về điều này suốt nhiều tháng và quyết định đây là thời điểm thích hợp để dã từ sự nghiệp quốc tế. Thông báo được Varane đưa ra chỉ vài tuần sau khi thủ môn đội trưởng Hugo Lloris tuyên bố dã từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 36. Tại thủ đô Mexico City, các tín đồ thiên chúa giáo hôm 2 tháng 2 đã dước tượng chúa Hải Nhi Giêsu để nhận phước lành trong thành lễ tháp đèn. Thông tin được Reuters đăng tải. Trong thánh lễ này, giáo dân mang tượng Chúa Hài Đồng đến nhà thờ để nhận phép lành khi linh mục dâng lời nguyện và dẩy nước thánh. Lễ thắp đèn hay còn được gọi là lễ dâng Chúa Giêsu Kitô trong đền thờ là thánh lễ truyền thống ở thủ đô Mexico diễn ra vào tháng 2 hàng năm. Trong thời điểm này, các tín hữu mang tượng Chúa Hài Đồng đến nhà thờ thể hiện sự tôn kính và thỉnh cầu phước lành đến cho gia đạo người dân Mexico cũng ăn mừng dịp lễ bằng những món ăn truyền thống tamales, một món ăn làm từ bột ngô dùng kèm với đồ uống nóng. Theo truyền thống người Mexico, bất kỳ ai rước được tượng chúa Hải Đồng trong thánh lễ Ba Vua diễn ra vào đầu tháng riêng sẽ có trách nhiệm chuẩn bị một bữa ăn tamales cho người thân vào ngày mùng 2 tháng 2. Trong khi đó, ở Brazil, những người dân làng trài đã tụ hội lại tại một bãi biển ở Salvador de Bahia phía đông bắc đất nước để đón lễ Yamaja, lễ thờ nữ thần biển trong truyền thống của cộng đồng người Brazil gốc Phi. Và những hình ảnh đặc biệt về lễ hội này cũng sẽ thay cho lời kết của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Người dân mặc trang phục màu trắng truyền thống tập trung tại bã biển Rio Vermejo ở thành phố Salvador tiến hành những nghi lễ bày tỏ lòng thành kính và cảm tạ nữ thần biển cả Yamanja sau 3 năm đời sống sinh hoạt của cư dân bị đảo luận vì dịch bệnh. Những bông hoa được người dân thả trôi trên mặt biển trong nhịp trống và lời ca là cách họ gửi đến nữ thần những lời cảm tạ và mong cầu bà ban phước lành cho năm mới. Cô Marilene Perea dos Santos, một người dân làng trài, cho biết cô đã tham dự nghi lễ này từ khi còn nhỏ. Những nghi lễ thể hiện cách chúng tôi tôn kính và đặt mọi điều trong cuộc sống vào tay mẹ Yamanya bà mang đến nguồn năng lượng cho vạn vật và giữ cho mọi thứ vận hành theo quy luật. Yamanja là một trong những vị thần quan trọng của tôn giáo Yoruba thuộc văn hóa Mỹ Latin gốc Phi. Khi những nô lệ châu Phi mang đến tân lục địa cách đây hàng trăm năm tại phố biển Salvador, Yamanja là một trong những dịp lễ lớn hàng năm.